Dạ đây Thương TV xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là Long Tứ Chim Sâu. Thấy mấy cái kèo này thấy nó sàng qua nó đá lại thấy mệt quá quý bà con. Đó. Út lợn đó. Thì mấy ngày vừa qua bà con thấy rồi đúng không? Thằng Long Tứ nó còn xuống khẳng định câu gì? Không ở đấy nữa đi về đó rồi sao về đấy rồi bây giờ quay lại Vĩnh Long là sao hả? Chẳng lẽ bây giờ con út lợn đây bây giờ nó có cái tuyệt chiêu khác quý vị à, cái tuyệt chiêu nó là gì bà con biết không? Cái tuyệt chiêu nó bây giờ là cái như là nó để nó tăng cường mấy cái đám YouTube là mấy kênh lớn đó để quay xuống đó để quay, vì những ngày vừa qua là có một số bà con có ý kiến là Út lợn là từ trước giờ là do nó độc quyền, cho nên bây giờ bà con thấy nó đổi lại chiến thuật không? Đổi lại chiến thuật là vẫn là gọi mấy kênh YouTube như cái thằng Phong Râu Minh Tân rồi tới đó để mà quay. Hay là vấn đề bây giờ tiền bạc không chịu trả cho nó rồi bây giờ cái như là tính dụ khỉ nó xuống. Đấy. Bây giờ mang chắc là không trả tiền sao đi quý bà con? Không trả tiền bây giờ nó thật sự ra thì dễ chi mà thằng Long ở đây dở chi chim sâu ở đây đấy, đây một trong những cái gọi là giữ tiền con người ta lại rồi để mà cái như là câu kéo đó, rồi còn rú ren nữa, sao đâu mà nó tốt đẹp dữ vậy mà nó khoe lên mạng miết quá vậy đấy. Còn liên quan chỗ bà Út Gà thôi, chỗ bà Út Gà thật sự quý bà con thấy khủng khiếp quá. Bà này cũng đang có cái mưu đồ mà bây giờ hình như là cũng là bất thành đúng không? Cái mưu đồ của bà bây giờ dễ chi mà thành công được. Đó, cái mưu đồ gọi là cái mưu đồ cái như là bất lương thì chắc anh sẽ khó thành công. Đó. Mấy bữa trước tôi thấy bà lên clip bà còn khóc còn la. Bà còn bảo rằng là bây giờ đó để chim sâu nó xuống cái đó rồi ai nuôi thì nuôi. Đó, còn bây giờ con của bà vẫn ở với bà. Bà coi con của bà như vàng như ngọc như kim cương đó mà sao bây giờ bà cũng thả xuống Vĩnh Long rồi hả? Bà bảo con của bà nó có trách nhiệm nó nuôi bà hay bà Út Gà, con của bà có trách nhiệm nuôi bà thì việc gì mà cộng đồng mạng phải lên tiếng. Dĩ nhiên cái câu chuyện mà con cái báo hiếu cha mẹ thì tôi thật sự với con không có ai mà ý kiến cả, nhưng dưới điều kiện đồng tiền đấy là phải là đồng tiền của bản thân nó làm ra chứ không phải đồng tiền nó dựa vô một con bị bệnh tâm thần rồi cái như là nó đem về nuôi cha nuôi mẹ. Đây là một trong những cái đồng tiền bất nhân, bản thân nó không phải là người chồng nhưng nó đã ăn mày ăn bám cỡ đó rồi. Hôm nay nó thật sự với con thôi, chỗ út lợn đó thì tạm thời hôm nay thôi mình nói nhẹ nhẹ bỏ qua nó đi. Chủ yếu tối hôm nay là tập trung chỗ út gà này. Út gà chiều nay tôi xem cái clip mà bữa vừa rồi đó mấy anh em YouTube xuống đó có những câu từ út gà nói nghe nó thật sự nghe mình cảm thấy là nó chắc chúa quá, nghe cảm thấy là cái lương tâm đạo đức bà này nó giả trân rồi, bây giờ bà muốn cộng đồng mạng để mà chứ lại nữa. Đó. Bản thân bà đã từng là thừa nhận là chim sâu không phải là con dâu của bà thì bà lấy cơ sở nào bà kết luận là chim sâu với thằng Long là vợ chồng hả? Bà đi cưới nó lúc nào mà vợ chồng, có giấy tờ chứng minh vợ chồng hay không, có lễ gì để chứng minh là Long Tứ là chồng chim sâu hay không? Bà nói tại sao cái nhà chỗ con Mai đó mà chim sâu với Long Tứ đã là vợ chồng tại sao lại là không kể như là sang tên cho hai đứa mà phải chờ sang tên cho bà bán. Tôi nói bây giờ nó thật sự nói chỗ con Mai dù chẳng qua nó qua cái như là để cho nó xoa dịu cho bà chứ đất đấy đất của nhà nước đất gì của ông của cha nó mà cái như sang tên đổi chủ ai cho chim sâu đứng tên ai cho chim sâu đứng tên trong cái tài sản, trong đó nó là một người bị bệnh mà giờ đứng thì sao hả? Giờ chẳng qua nó cho cái giấy viết tay đó là cho ở đâu phải là cho luôn đâu mà bà nằm mơ dữ vậy bà Út Gà, nó cho ở mà cái thật sự không phải đất của nó, đất của nhà nước nó lộng quyền ha, cho con người ta ở trên đất của nhà nước rồi bản thân nó được mọi người ca tụng nó là một mạnh thường quân. Đây có nghĩa nó thật sự quý con mượn hoa cái dân Phật lấy đất của người ta lấy đất của nhà nước đất của dự án chưa làm chi cả thì bây giờ để đó đất đất của nó đó
rồi làm cái nhà lên tất cả mọi cái rồi để cho Lâm Tứ chim sâu ở đấy. Rồi bây giờ bà con thấy nó dở qua bên kia, nó xào qua bên nọ. À, một trong những cái trò mà nó thật sự nó lố bịch quá rồi, mà đến bây giờ còn có một số người, trong đó có bà Út Gà, vẫn có một cái niềm tin hư ảo là căn nhà đó tại sao không để cho thằng Lâm, mà phải để cho tên của bà bán. Thì bây giờ bà kéo con của bà về, bà kéo con bà về đi chứ, đúng không? À, tôi nghĩ hôm nay bà kéo con bà về rồi đó. Bà mà không kéo con bà về là tôi chửi bà đó. Cái chuyện mà Mai nói á, là Út nói là đuổi thằng Long đi là Út không có nói. Tại vì á, là nói là bây giờ đó là bảo bọc chim sâu, không bảo bọc thằng Long. Thành ra là Út mới tiêu á, là thằng Long đi muốn ở với được thì ở, nếu mà ở không được thì con đi về cái này con ở. Bảo bọc chim sâu không bảo bọc thằng Long. Con của bà đó, chúng chẳng ai bảo bọc chim sâu hết trơn đó. Bọn này nó đang diễn, con của bà nè, Út Gà nè, Út Lợn nè. Đó, rồi thậm chí bản thân bà với là cá cái như là vợ chồng Mai Dù luôn đấy, đang gọi là một trong những cái ổ nhóm mà đẩy chim sâu xuống đó để mà cái như là làm cái nhà lên rỡ kêu gọi tiền mạnh thằng Quân Thâu, chứ chẳng ai bảo bọc ai đâu. Bây giờ cái câu chuyện mà nhà cửa di chuyển ở đầu, nếu con nói qua nói lại thì bây giờ nó lên mạng nó cắn nhau như là nói thật sự. À, nhốt mà nhốt chung chuồng chặt quá. À, bây giờ lên cắn nhau được con nào đó cắn thôi, cắn để gỡ gạt thôi. Chứ nguyên cả đây tôi nói quý bà con, nó nằm trong chung trong một ố chứ không còn chi nữa đâu mà báo với bọc. Mà tôi giả dụ đi, dù con của bà đó giả sử đuôi què sức mé, hoặc là nó là một đứa trẻ vị thành niên đó, thì cũng báo về nó, báo bọc nó. Đằng này con của bà nó đã 2-3 đời vợ rồi, tuổi của nó cũng là gần 40 rồi. À, mà bây giờ bản thân nó không còn lo cho nó nổi thì bây giờ bà bảo sao đưa xuống, nó không bảo bọc con bà, nó phải tự lập chứ. Mình là người mẹ đấy, mình cũng phải để cho con mình tự lập chứ, để đứng trên đôi chân của nó chứ. Sao bà bất nhân dữ vậy, con của bà mà bà bắt người ta phải là bảo bọc con của bà. Con của bà nó ăn mày như vậy đó, bà không biết xấu hổ, bà không biết nhục, mà bà phải báo người ta, phải nuôi con của bà nó. Báo bọc là đồng nghĩa là bây giờ phải nuôi tất cả mọi cái ở dưới đó, nó làm cái chi, nó làm chi được kiếm sống. À, chúng ta thấy là trong suốt một khoảng thời gian vừa qua đó, nó sống bằng nguồn tiền nào, nó sống bằng nguồn tiền người ta cho chim sâu đó, rồi nó sống ké. Con của bà đâu phải là cái dạng gọi là cái kỹ sư bác sĩ hay là cái gì đâu mà ghê lắm vậy. Con của bà là một thằng dạng như đó, thật sự đó. Một cái thằng nó ăn mày, nó ăn chực mà nó không biết gì. À, không biết xấu hổ. Bà giống con của bà như là một người mà thành công, một người mà có công ăn việc làm rồi, bây giờ sao mà không bảo bọc để mà thế này thế nọ thế kia. Con của bà đang ăn mày người ta thì người ta thích người ta cho, không thích thì bà cũng tránh làm được vấn đề gì. Nói đây không phải là tôi binh vực gì con Mai. Thật sự ra cái ổ nhóm này bây giờ bà con thấy nó đang có những cái gọi là đang cắn xé lẫn nhau, đố trách nhiệm qua đố trách nhiệm lại để làm một cái trò hề. Mà ai mà chẳng biết có thật sự cái bọn này nó đang có cái chiêu trò. Út Gà, Út Lợn còn từng gửi tiền cho Út Gà, đúng không? Long Tứ cũng từng gửi tiền cho Út Gà, tiền đó ở đâu? Tiền đó cũng từ hình ảnh trên sau. Mà bây giờ lên cộng đồng mạng bảo rằng không bảo bọc. Chẳng lẽ bây giờ tôi hỏi quý bà con, nó đứng ra nó đã bảo bọc thằng Lâm cho cộng đồng mạng chứ chất ông nậu đó hả? Thằng Lâm còn sức khỏe mất gì phải cần lũ này bảo bọc? Mà chẳng qua đây là một trong những cái chiêu trò lên đó rồi diễn rồi lố quá rồi bà này bà nghe bắt đầu là bà sực lên rồi bà lên bà chữ thôi, chứ giai đoạn này bây giờ là không thể bắt tay hợp tác nữa đâu. Giờ ai cũng giành phần đúng hết trơn đó. Ngày xưa mà mới bắt đầu bắt tay hợp tác đó, đưa trên sâu về đấy để mà tính mà lấy tiền mạnh thằng Quân đó, là cũng có những lời hứa hẹn. Bà con thấy là cái con Mai Dù để nó điện qua cho bà Út á, là nó hứa hẹn cái gì? Sau này giải tỏa đền bù căn nhà này là giao hết cho hai đứa, bán một tí là cô cũng nó cũng lấy hết, con không lấy một xu một cách nào. Có nghĩa là nó khơi dậy lòng tham của bà Út Gà, rồi để cho bà ở, bà để cho thằng Lâm ở dưới đấy, bà trên này bà chấp nhận là nuôi con của thằng Lâm. Cái câu chuyện bà con chắc tôi nghĩ rằng ai cũng hình dung ra rõ vấn đề này. Rồi sau khi làm nhà xong rồi bị cộng đồng mạng là ồ cháy lên là không kiếm ăn được cái chi, thì những ngày vừa qua cũng là rơ càng rồi quý vậy. À, những ngày vừa qua chung là thật sự là nuốt cũng không trôi mà nhá cũng không xong, nó dính ngay cổ họng rồi. Tiền mạnh thì Quân không có mà toàn tiền bỏ ra không.
Đó. Thì đến bây giờ bà con thấy là chỗ con Mai là xem như là cái như nó tính bài đại loại sai nước cờ đó. Chứ không có con điên nào đó, nói con Mai để mà hiểu luôn nè, không có con điên nào mà dùng tiền của mình đã xây trên cái nền đất mà của dự án cả, mà trong khi đó nền đất của dự án trước kia là đất của mình đã được đền bù giải tỏa, đúng chưa? Không có con điên nào làm trò mèo đâu, chỉ có những con gọi lưu manh mới làm thôi đó. Chứ còn mấy con mà nó thật sự tính 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 mà có lương tri không bao giờ nó làm cái đó đó, gọi là đi giúp người hay sao đó. Mà bà đây nó thật sự bà út út gà đây, bà cũng có cái nảy lòng tham đó. Tại sao mà không kể như là sang tên cho con bà mà lại sang tên và cho chị bác? Con của bà là nghĩa địa gì, con của bà là cái đinh gì, đất của bà đấy, cái nơi mà bà đang ngồi và phát ngôn đấy, sao không sang tên cho con của bà đi? Mà đất đất của người ta cho ở tạm thôi, để mà cái như là gọi là chài mòi mạnh thì cũng được chút nào hay chút nấy thôi, chứ cho con của bà để nó gọi là nó bán hả? Con của bà có đáng được niềm tin không hả? Con của bà có một cái 100 gram nào mà là cái giá trị hay không mà bà lên không gian mạng như đúng rồi vậy? Hôm nay cô tức quá, cô lên để mà cô nói này nó nọ, tôi nói là lũ đã cá mè một lứa với nhau, chui ra cắn anh cho đã, rồi bây giờ cảm thấy là thất bại rồi, ra bây giờ của ra nhảy sang tính bài gọi là cắn xé để mà đố tội cho nhau. Tôi nói con nào cũng bầm dập hết rồi, con nào bây giờ nhìn cái lưng nó thật sự cũng có vết bầm rồi, cũng mấy ngày qua cũng lăn lóc dữ lắm rồi, đúng không? Mấy ngày qua từ út lợn út gà con anh chị nuôi bắt đầu là cái Long Tứ, là tôi thật sự quý con là đang lăn lóc cờ cờ hết trơn đó. Làm thì có cái chuyện, làm thì có cái chuyện mà cái như là không có một cái điều kiện chi mà bà út gà bà đế cho thằng Long chui đó ở trên sân. Bà con nghĩ đi, thằng Long nó sợ bà út gà như là sợ cột mà không có một điều kiện dễ chi mà bà để, trong cái đó con của thằng Long đó còn đang ở nhà. Bây giờ nó ở nhà lấy gì nó nuôi con đó, nó ở nhà lấy gì nó đem tiền gì nó trám cái mỏ bà, cho nên nó phải xuống chỗ đó. Cho nó tránh, nó thật sự đây là một trong những cái cũng đã tính trước hết rồi. Một là bà cũng ngắm vô cái căn nhà ra đi để có một căn nhà mới, và bây giờ sao khi nó vừa về đó là ra ở trọ, đuổi ra ở trọ. Bây giờ nó thật sự bà bắt con bà xỏ lòi bà treo lên cũng chẳng ai nói gì, ở trọ là nghĩa địa gì ai chẳng biết bài bà nữa. Ở trọ cũng để là chi, để cho người ta nhìn thấy thế người ta thương chim sâu người ta gửi tiền, chứ trong khi đó căn nhà của bà là cái nhân thật sự ra thì cái chim sâu nó ở cũng chẳng tốn bao nhiêu diện tích đâu. Đây là chứng tỏ một cái sự lưu manh mà bây giờ cái bà lên gọi còn còn chỉ do nói chim sâu nuôi gia đình tôi, cho nên bây giờ không cho chim sâu ở nữa. Mình có ngoan thì cho chim sâu ở, mà mình không ăn mình mới là quân tử, đúng không? Hay là chờ chim sâu ở đấy rồi cầm lầm không đậu, rồi cái nhân cũng phải là thập thà thập thục vô, thấy chim sâu có tiền là cũng thập thà thập thục thôi, nước miếng chảy ròng thôi, đúng không? Tâm của mình đó mà nó thánh như gọi là một cái đường 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 một cái đường băng đấy. Thì không cần, tôi nói quý bà con không cần mà đuối chim sâu ra sơ vậy ta. Chim sâu ở đó mà tâm của mình nó thật sự không có vướng động vào đồng tiền của chim sâu là cái chi cũng được hết. Do mình để chim sâu ở đó đó, đâu sợ cái tâm của mình nó xuất phát tâm tà, rồi thấy chim sâu có tiền có đồ rồi cầm làm không đậu, rồi cũng là kiện tụng kinh dịch đấy. Nhưng nói thật sự ở trọ cũng là một trong những cái chiêu dễ dàng kiếm tiền mạnh thường quân, thậm chí nếu mà ok người ta cho thêm cái như là một cái nhà nữa. Tôi nói là dùng cái bài cũ mà để tiếp người mới, tôi nói là cái xã hội đầy cỡ cái miệng bà út gà đấy, mạnh thường quân mà gặp bà tôi nói là bà lột trắng da luôn, đừng nói cái chuyện bà này nó thật sự những cái miệng của bà đi, bà ngọt bà kẹo déo đó là bà lột, tôi nói không còn một cái manh giáp luôn. Con của mình lớn rồi không dạy cho nó một cái cách làm người tử tế, không hướng dẫn cho nó một cái con người gọi là biết lao động, biết kiếm sống nuôi bản thân, bây giờ còn nói một câu kể như là không cưu mang Long Tứ thì bay đi bây giờ để Long Tứ, thì tại sao bây giờ nó quay lại Vĩnh Long bà không 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 gọi nó về đi, bà hứa hẹn dữ dằn lắm mà sao bây giờ bà không 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 gọi nó về, bà gọi về đi chứ, bà gọi về là cả bà cái như là nó thật sự là mây cái mỏ lại. Chung là cái lấy cái gì ăn nè quý con, phải dùng ổ khóa là mây cái mỏ lại khóa lại chứ lấy cái gì bỏ vô mồm, đúng không? Thằng Long Tứ đó nó ở đấy vì nó biết chim sâu hiện bây giờ còn một số mạnh thường quân vẫn vẫn gửi tiền qua cho chim sâu thông qua tài khoản của nó,
Đó. Thì bà con nghĩ nó có về hay không? Nó về là xem mắc kèo, nó về xem mắc kèo. Những cái vấn đề mà tôi khẳng định quý bà con đó, Long Tứ nó không phải dạy như chúng ta nghĩ đâu. Nó là một thằng gọi là lưu manh mà nó ranh ma dở sợ. Nó mà bây giờ nó ở nhà chỗ con chỗ cái nhà của con, bây giờ nó ở cái nhà mà ngay 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 chỗ đó Đồng Tháp rồi, ai mà cho nó nữa? Có nghĩa nó phải bu vô chim sâu. Đây là một trong những cái không thể thay đổi được, đây là một trong những cái gọi là bất di bất dịch rồi. Có bu vô chim sâu thì mới có tiền, còn mày buông ra chim sâu thì nó thật sự mày phải đi chạy xe ôm nó đi móc bọc thôi, chứ mày không có một xu đâu. Tôi nói cái vấn đề là bà út gà bà phải công nhận đó hả? Những ngày vừa qua gia đình bà sống bằng cái nguồn nào hả? Bà sống bằng nguồn nào ngoài cái câu chuyện mà Mạnh Thường Quân họ biết chim sâu biết tới bà, đây là nguồn sống cuối cùng của bà đó, chắc bà chẳng còn nguồn sống nào nữa cả đó. Bày đặt cách đây mấy ngày bảo gì chim sâu về ăn cơm ăn nước rồi. Ủa mà sao đó, thật sự sao bây giờ cái kèo sao nó bở từ lưa tới lõi quý không? Riêng cái này tôi cũng cảm thấy là nó hơi bất ngờ.